Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần VNI. Chắc hẳn là anh chị vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ, rất nhiều kỷ niệm bên gia đình, người thân và bạn bè đúng không? Thì không biết là kết thúc kỳ nghỉ lễ rồi, anh chị đã lên những kịch bản, chuẩn bị kế hoạch để đầu tư gì cho thời gian tới sau kỳ nghỉ lễ hay chưa? Khi ngày mai chúng ta bắt đầu bước sang ngày làm việc của tháng mới và thị trường của chúng ta cũng bước sang một tháng mới. Và chúng ta cũng chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là chính thức kết thúc năm 2022. Khi mà từ đầu năm đến nay, thị trường của chúng ta trải qua rất nhiều đợt thăng trầm. Đầu năm thì thị trường có nhiều dòng cổ phiếu nó tăng rất là mạnh. Đến hồi tháng 4, gần như cả thị trường nó giảm rất là mạnh. Và nhiều cổ phiếu nó giảm đến 80% so với vùng đỉnh giá của nó. Và kể đến thời điểm hiện tại thì nhiều nhóm cổ phiếu nó đã hồi phục và tiệm cận lên vùng đỉnh cũ của chính nó. Nhưng mà nhiều cổ phiếu nó lại vẫn đang nằm la liệt ở dưới vùng đáy và chưa biết bao giờ nó hồi phục lên được. Và không biết có anh chị em nào còn đang nắm giữ những cổ phiếu từ đầu năm cho đến nay mà chúng ta chưa biết bao giờ về được bờ hay không. Và liệu thị trường của chúng ta thời gian tới nó sẽ đi lên hay là sẽ đi ngang, hay rủi ro là sẽ quay lại vùng 1.200 điểm hay là vùng 1.220 điểm, thì chúng ta cùng đi vào phân tích chi tiết về kịch bản thị trường để tìm ra những hướng đi và những cơ hội đầu tư cho những tháng cuối năm để đem về những khoản đầu tư hiệu quả và đem về lợi nhuận cho tài khoản của chúng ta. Trong những ngày vừa qua của kỳ nghỉ lễ thì chúng ta đón nhận khá nhiều thông tin đến từ thị trường thế giới. Ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ, nó có những phiên nó giảm khá là mạnh, hay là thị trường chứng khoán Hồng Kông nó vẫn đang tiệm cận ở vùng đáy, chưa biết bao giờ hồi phục, hay là thị trường chứng khoán Ấn Độ này nó vẫn đang tiệm cận ở vùng đỉnh, hay là thị trường chứng khoán Nhật Bản có những phiên nó test lại, hay là thị trường chứng khoán châu Âu này, chứng khoán Đức này, chứng khoán Anh này, thì điều này có tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán của chúng ta cho thời gian tới hay không? Thì anh chị có thể đọc về một vài thông tin. Thống kê 8 tháng đầu năm, chỉ số phát triển kinh tế của Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy, sẽ chắt lọc được rất nhiều thông tin rất tích cực đến từ nền kinh tế của chúng ta cho 8 tháng vừa qua. Cụ thể là chỉ số sản xuất công nghiệp này ước tăng 15% so với cùng kỳ năm trước này, hay là chỉ số sản xuất ngành chế biến chế tạo này tăng 16%, hay rất nhiều thông tin mà chúng ta có thể quan tâm, ví dụ như xuất khẩu này tăng 17% này, hay là vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 10% so với cùng kỳ năm trước này. Rất nhiều thông tin tích cực đến từ kinh tế Việt Nam cho 8 tháng qua. Điều này lý giải phần nào là thị trường chứng khoán của chúng ta trong những ngày vừa qua nó phản ứng khá tích cực so với các chỉ số chứng khoán trên thế giới, cụ thể là chứng khoán Mỹ. Và sau phiên mà thị trường chứng khoán của chúng ta nó giảm rất mạnh và test lại vùng 1.250 phiên ngày 29 tháng 8, sau đó rút chân rất mạnh mẽ đi lên. Về cái kịch bản của thị trường chứng khoán chúng ta trong thời gian tới, mình vẫn đánh giá nó sẽ tiệm cận, nó sẽ hồi phục mạnh mẽ lên vùng 1.350 và bảo vệ cái quan điểm những ngày vừa qua mình có nhận định là cái kịch bản này về khả năng xảy ra của nó là sẽ cao nhất. Có thể một vài phiên tới thị trường mở cửa sau kỳ nghỉ lễ nó sẽ test lại quanh vùng MA20 là vùng 1.270 và test lại, lấp lại cái gap này này, gap được mở ra ngày 30 tháng 8. Tuy nhiên sau đó nó sẽ hồi phục đi lên, tăng mạnh mẽ và vượt qua vùng cản này là thứ nhất, và vượt qua vùng cản này là thứ hai để tiến tới vùng 1.350 điểm. Thì cái kịch bản này mình đánh giá là có khả năng xảy ra khoảng 40%. Thì nếu như kịch bản này nó xảy ra thì chúng ta có thể kỳ vọng về những nhóm ngành nghề nó có khả năng kéo chỉ số VN Index nó tăng trong thời gian tới. Ví dụ như nhóm dòng cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hồi phục tăng mạnh mẽ, hay là nhóm dòng cổ phiếu ngân hàng và một vài cổ phiếu thuộc dòng bất động sản nó sẽ giúp chỉ số VN Index nó bật tăng mạnh mẽ sau kỳ nghỉ lễ. Sau những thông tin về nới room tín dụng nó được hiện thực hóa bởi ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên sóng ngân hàng thì mình đánh giá nó không được mạnh mẽ và không có độ điên trong giai đoạn này.
vì cái độ nới room tín dụng lần này nó không được kỳ vọng tăng mạnh mẽ, nên sóng ngân hàng giai đoạn này nó không được thực sự mạnh mẽ để chúng ta có thể giải ngân với một vị thế lớn. Nên mình vẫn kỳ vọng về những nhóm ngành nghề, ví dụ như chứng khoán này, hay là bất động sản, hay một vài nhóm dòng nó vẫn còn sóng từ nay đến cuối năm, ví dụ như bán lẻ hay là dòng năng lượng, là chúng ta có thể hướng tới nếu như mà thị trường nó hồi phục mạnh mẽ đi lên, tiếp tục hồi phục mạnh mẽ đi lên trong thời gian tới. Còn về cái kịch bản mà thị trường nó sideways ở quanh vùng 1280 đến vùng 1300 này, nó vẫn có thể, nó vẫn có khả năng xảy ra. Và nếu như kịch bản này nó xảy ra thì chúng ta nhìn chung chúng ta sẽ có ít cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư cho thời gian tới hơn, mà sự phân hóa nó diễn ra khá là rõ rệt trên thị trường. Và có những nhóm ngành nghề, những cổ phiếu leader thì nó tăng rất là mạnh, nhưng mà những cổ phiếu phía sau không những không tăng, nó lẹt đẹt ở phía đáy, ở dưới đáy. Và chúng ta mà mua phải những cổ phiếu đấy thì khả năng đem lại hiệu quả đầu tư của chúng ta gần như là không có luôn. Nên tại sao chúng ta phải tìm ra những cổ phiếu mạnh và tính đầu cơ của nó cao? Vì bản chất cổ phiếu nào trên thị trường nó cũng có lái. Vì không có lái, cổ phiếu nó không thể lên được luôn. Như những cổ phiếu này, AAV, nó gần như là nó không có lái. Nhỏ này tự chơi với nhau, không biết bao giờ cổ phiếu nó hồi phục lên được. Hay kể cả những cổ phiếu như ORS, nhỏ này tự chơi với nhau. Tham gia, dòng tiền tham gia mạnh vào thì kéo cổ phiếu lên, dòng tiền tham gia yếu thì cổ phiếu nó lại giảm và vẫn loanh quanh ở dưới đáy của chính nó. Thì chúng ta mà mua phải những cổ phiếu này thì không biết bao giờ chúng ta có lợi nhuận luôn. Hay rất nhiều cổ phiếu khác trên thị trường. Nên khi kịch bản mà thị trường của chúng ta nó sideways ở quanh vùng 1280, thậm chí là 1250 đến vùng 1300, thì có thể chúng ta sẽ phải chắt lọc rất nhiều thông tin trước khi chúng ta quyết định đầu tư vào cổ phiếu nào để vừa đỡ rủi ro mà vừa có thể đem lại lợi nhuận trong quá trình đầu tư. Và cái kịch bản mà thị trường nó có thể sideways ở quanh vùng này, và mình đánh giá nó có thể là khoảng 25-30% thôi, nó vẫn có thể xảy ra. Còn về cái kịch bản mà thị trường nó sẽ giảm mạnh sau kỳ nghỉ lễ này, là giảm mạnh về vùng 1225-230, là kịch bản này mình đánh giá nó chỉ có khoảng 10-15% kịch bản này nó xảy ra thôi. Nên anh chị em có thể sẽ vẫn còn khá nhiều cơ hội để chúng ta tham gia đầu tư trong thời gian tới. Và để chúng ta hiểu hơn tại sao mình lại đưa ra được những kịch bản này trong thời gian tới, thì chúng ta cùng đi vào phân tích để chi tiết các nhóm ngành nghề mà chúng ta có thể quan tâm trong thời gian tới. Thì trước hết là mình sẽ phân tích về nhóm dòng cổ phiếu chứng khoán. Sau thời gian được hầu hết nhà đầu tư trên thị trường chúng ta chờ đón, thì ngày 29 tháng 8 vừa rồi là chứng khoán Việt Nam của chúng ta chính thức được áp dụng T+2.5. Thực ra thì chúng ta cứ gọi là T+2.5, nhưng mà nếu như mà anh chị em mua vào phiên chiều thì chúng ta lại được coi là T+2 thôi. Và được nhiều nhà đầu tư quan tâm là thanh khoản của thị trường nó được cải thiện rõ rệt, và các công ty chứng khoán sẽ cải thiện được cái biên lợi nhuận cho quý 3 này và các quý sau này. Và ngày 12 tháng 9 này là chúng ta cũng được chính thức giao dịch trở lại lô lẻ 10 cổ phiếu. Và điều này cũng phần nào sẽ giúp các công ty chứng khoán họ cải thiện được về thanh khoản giao dịch này, thanh khoản trên thị trường nó sẽ được cải thiện hơn so với trước đây. Khi mà giao dịch lô lẻ được quay trở lại thị trường thì nhiều nhà đầu tư họ sẽ tiếp cận được với thị trường hơn so với trước đây. Và khi họ muốn mua những cổ phiếu giá nó cao cao, ví dụ như MVKG này, hay Masan này, hay Vinamilk này, hay nhiều cổ phiếu ví dụ như DGV kép này, hay là CTD này, hay CTR này, là những nhà đầu tư của chúng ta họ dễ dàng tiếp cận với những cổ phiếu giá nó cao hơn. Thì sau ngày 12 tháng 9 là nhiều anh chị em mà có yêu thích những cổ phiếu này, hay là nhìn nhận ra những cơ hội của những cổ phiếu này mà chúng ta không đủ tiền mua 100 cổ phiếu trước đây, thì sau ngày 12 tháng 9 là anh chị em hoàn toàn chúng ta có thể tiếp cận với những cổ phiếu này rồi. Thì đây mình đánh giá cũng là những thông tin khá tích cực với thị trường của chúng ta. Vì bản chất của chợ chứng khoán thì nó phải bao gồm cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ và những nhà đầu tư lớn, vì nó cũng như là một sòng bài.
Một sòng bài không thể thiếu sự góp sức của những con bạc nhỏ thì nó mới tạo lên cái sự nhộn nhịp của sòng bài, và thị trường chứng khoán thì nó mới tạo lên cái sự nhộn nhịp của thị trường chứng khoán. Nên không có các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì các đội lái, các tay to có mà ngồi chơi với nhau hết, đúng không anh chị? Nên điều này mình đánh giá là những tín hiệu tích cực sẽ phần nào kích thích cái mong muốn đầu tư của những nhà đầu tư mà chưa có nhiều vốn để tham gia thị trường. Nên đây cũng là những thông tin khá là tích cực với dòng cổ phiếu chứng khoán. Có những cổ phiếu nó vẫn đang tiệm cận ở vùng đỉnh ngắn hạn của nó sau quá trình nó hồi phục và chưa hề bị giảm quá mạnh. Ví dụ như cổ phiếu CTS, sau khi nó tăng mạnh và nó test lại và lấp lại cái gap này này thì nó đang có những phiên nó test lại và thanh khoản nó khá là thấp. Điều này mình đánh giá là những tín hiệu khá là tích cực với cổ phiếu này. Và những phiên gần đây mình đánh giá là những phiên LPS của cổ phiếu này, và sau khi nó gặp vùng cản kháng cự ở đây này thì nó test đi test lại, là những tín hiệu là quá trình điều chỉnh tự nhiên của nó. Để có thể mua được cổ phiếu này trong thời gian tới thì chúng ta phải theo dõi thêm tín hiệu xem thời gian tới nó có test lại, nó tạo thành mẫu hình 3C hay không. Thì mẫu hình 3C này anh chị em có thể tìm đọc cuốn Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của Mark Minervini nhé. Khi mà những phiên vừa rồi cổ phiếu này nó đã xuất hiện những phiên thanh khoản, nó có dấu hiệu sụt giảm. Đây là những tín hiệu khá là tích cực với những cổ phiếu này. Và CTS thì mình vẫn đánh giá là một trong những cổ phiếu mạnh nhất của dòng chứng khoán giai đoạn hiện tại. Cùng dòng này thì có VCI, cũng là một trong những cổ phiếu khá là khỏe ở dòng chứng khoán cho đến thời điểm hiện tại. Thì cổ phiếu này nó đang test lại thôi, nó có những phiên nó test lại đáy này. Thì thời gian tới chúng ta thử chờ xem nó có những phiên nó cạn kiệt thanh khoản và biên độ giá nó siết chặt, thì sau đó chúng ta có thể tham gia, chúng ta mua. Khi nó vượt qua vùng xu hướng ngắn hạn này thì có thể sẽ có cơ hội để anh chị em tham gia đầu tư trong thời gian tới. Nhưng mà chúng ta phải chờ chứ không mua sớm. Nếu như mà mua sớm mà nó rũ cho một phát, nó test lại đáy thì khả năng rủi ro sẽ vẫn có. Nên anh chị em giai đoạn này chúng ta cũng cần cẩn thận với những nhóm cổ phiếu này. Cùng dòng này thì có FTS, nó cũng đang test lại. Hôm vừa rồi thì nó có một phiên nó test lại đáy này, nó test lại và lấp cái gap này này, nó quay trở lại vùng nền này, là vùng nền khá là khỏe. Thì khi cổ phiếu này nó quay lại vùng nền này và nó rút chân bật tăng mạnh mẽ thì 2-3 phiên gần đây cổ phiếu này nó có sự sụt giảm của thanh khoản. Cũng không loại trừ khả năng một vài phiên tới nó quay lại, nó test lại vùng 37. Nếu như mà test lại mà hồi phục lên được thì anh chị em có thể canh mua ở phiên hồi phục của cổ phiếu FTS. Những cổ phiếu này thì vẫn là những cổ phiếu mạnh nhất của dòng chứng khoán cho đến thời điểm hiện tại, có 3 cổ phiếu này thôi, FTS, VCI và CTS thôi. Ngoài ra thì có cổ phiếu VIX chúng ta cũng có thể quan tâm được, nhưng mà phải chờ thêm tín hiệu, vì những phiên vừa rồi nó dao động khá là lỏng và nó mở gap giảm mạnh, nên chúng ta cần theo dõi thêm cổ phiếu này. Hay kiểu BSI vậy, BSI thì nó gãy thủng cái nền bên dưới, nên cổ phiếu này giai đoạn vừa rồi mình đánh giá nó khá là yếu, nên chúng ta cần loại bỏ cổ phiếu này ra. Anh chị em có quan tâm đến dòng chứng khoán trong thời gian tới thì chúng ta chỉ nên quan tâm đến những cổ phiếu khỏe nhất của dòng thôi, còn những cổ phiếu phía sau thì là những cổ phiếu lựa chọn thứ hai thôi. Nếu như mà chúng ta có lỡ thì chúng ta mới lựa chọn những cổ phiếu này. Hay kiểu HCM vậy, những phiên vừa qua thì cổ phiếu này nó cũng mở gap, nó giảm mạnh, có những lúc nó giảm sàn đấy, nó gãy cả cái nền giá bên dưới, nên mình đánh giá cổ phiếu này nó khá yếu. Nên anh chị em nào mà có kẹt hàng cổ phiếu này, chúng ta chờ nó hồi, chúng ta cơ cấu ngang ra những cổ phiếu khác. Nhưng mà những cổ phiếu này thì nó khá là yếu anh chị nhé, nên chúng ta không nên mua những cổ phiếu này nữa. Ngoài ra dòng này thì có BMS, cũng là một lựa chọn để anh chị em có thể quan tâm trong thời gian tới, khi mà nó đang tạo thành một cái mẫu hình khá là đẹp. Sau quá trình tạo thành mẫu hình hai đáy, nó hồi phục và đang gặp vùng cản kháng cự hồi đầu tháng 6 và đang test lại. Chúng ta chờ một vài phiên tới xem thanh khoản của nó có dấu hiệu nó cạn hay không, nó có sự siết chặt của thanh khoản hay không. Nếu như mà có sự siết chặt của thanh khoản thì lúc đấy chúng ta tham gia mua sớm. Còn bây giờ chưa phải là thời điểm phù hợp để chúng ta tham gia, chúng ta mua. Anh chị nhá, nếu như mà nó test lại thành công ấy, những cổ phiếu này cũng là những cơ hội đầu tư khá thành công. Lịch sử của nó có tính đầu cơ khá là điên. Còn những cổ phiếu như VND hay là SSI
thì nó khá là yếu, nó vẫn đang test lại thôi và thủng cái nền này, thì chúng ta có thể kỳ vọng nó có mẫu hình giống với ở Vinamilk ở giai đoạn này, thì nó có những phiên nó gãy thủng cái nền giá đấy, sau đó hồi phục đi lên, thì chúng ta phải theo dõi thêm với những cổ phiếu này xem nó có những phiên thanh khoản nó siết chặt lại hay không. Thì đấy là đối với những cổ phiếu thuộc dòng cổ phiếu chứng khoán như SSI này, thì nó đang có mẫu hình khá là giống thằng VND. Còn những cổ phiếu như SHS thì nó yếu quá sau những thông tin bị cắt margin, thì cổ phiếu này nó là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất thuộc dòng chứng khoán giai đoạn vừa rồi, cụ thể là khoảng nửa tháng vừa rồi, là cổ phiếu này nó nằm trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất ấy, thì nó giảm khoảng 10%. Còn những cổ phiếu như HCM tuy là có giảm từ vùng này xuống nó khoảng 7-8%, thì đây là những cổ phiếu giảm mạnh thứ hai này. Thì chúng ta chỉ quan tâm đến những cổ phiếu mà những phiên vừa rồi nó giảm nhẹ nhất thôi và nó giữ được mức giá, càng tiệm cận vùng nền giá càng tốt, thì chúng ta sẽ hướng tới những cổ phiếu mà mình ưu tiên, ví dụ như VCI này, FTS này, CTS này hay BMS này, là khoảng 4 cổ phiếu top đầu mà chúng ta cần quan tâm trong thời gian tới. Còn đối với dòng cổ phiếu bất động sản thì chúng ta có thể theo dõi một vài cổ phiếu mà có thể nó sẽ có những cái mẫu hình xây cái nền giá rồi gãy, có những phiên gãy giảm rất mạnh như ở Nam Long phiên hôm vừa rồi, hay là Đất Xanh mấy hôm vừa rồi này, thì có thể nó sẽ có kịch bản nó hồi phục và bật tăng mạnh mẽ ngay. Nếu như mà nó test thành công thì chúng ta cùng phân tích thằng Đất Xanh liệu nó có cơ hội để chúng ta tham gia trong thời gian tới hay không. Thì thực ra là anh chị em có thể canh, chúng ta mua được, mua sớm được ở quanh vùng giá 25-26 cũng không sợ đâu, vì nó giảm xuống vùng này mà thanh khoản nó có dấu hiệu sụt giảm và có những dấu hiệu hồi phục khá là tích cực trong phiên ngày 31/8 vừa rồi. Nhưng mà anh chị em có mua phiên này này thì chúng ta chỉ mua sớm được thôi, và chờ lên đấy có thể chúng ta sẽ cần bán ra, hoặc nếu như mà anh chị em cầm được dài hơn thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng nó sẽ tiếp tục nó tăng lên đến vùng 35 đối với thằng Đất Xanh. Mình vẫn kỳ vọng là thằng Đất Xanh này nó sẽ có mẫu hình xây cái nền giá, sau đó gãy, rũ bỏ, gãy kênh rồi hồi phục đi lên. Thì nếu như cái kịch bản này xảy ra thì hoàn toàn anh chị em có thể canh phiên ngày mai chúng ta mua sớm được, cũng không loại trừ khả năng nó test lại đấy đâu. Nên chúng ta có thể mua ở phiên ngày mai và lên đây chúng ta bán ra rồi chờ nó test lại, rồi chúng ta mua lại. Hoặc là anh chị em có thể cầm luôn, cầm qua cả đoạn chỉnh test lại để chúng ta đỡ mất hàng. Cũng không loại trừ khả năng này, thằng Nam Long phiên hôm vừa rồi bị bán khá là mạnh, gần như là giảm mạnh nhất thuộc dòng bất động sản sau những thông tin mà lãnh đạo bán ra và khối ngoại họ bán ra này, khối ngoại bán ra 14 tỷ và lãnh đạo doanh nghiệp họ đăng ký bán cổ phiếu ra, khiến cho cổ phiếu này bị giảm khá là mạnh ở phiên cuối tháng 8. Nhưng mà mình vẫn đánh giá là cổ phiếu Nam Long nó sẽ hồi phục đi lên thôi. Nên anh chị em nào mà có ý định mua cổ phiếu này thì chúng ta có thể canh mua ở vùng giá 41 này. Nếu như mà phiên ngày mai đầu phiên nó giảm mạnh thì anh chị em có thể canh chúng ta mua được cổ phiếu này anh chị em nhé. Nếu như mà anh chị em đánh ngắn ý, thì lên đây chúng ta bán lại ra rồi chờ nó test lại thì sau đó tham gia mua lại. Vì phiên ngày hôm vừa rồi cổ phiếu nó giảm nhưng mà thanh khoản nó vẫn khá là lớn, nên cũng có thể nó sẽ cần những phiên nó test lại. Và cổ phiếu này nó đi theo kịch bản khá là giống thằng C4G ở dòng xây dựng anh chị nhé. Nhưng mà cổ phiếu này thì cuối phiên nó rút chân lên được, còn thằng Nam Long thì cuối phiên nó không rút chân lên được. Mà thằng C4G này ở dòng xây dựng rất là khỏe nhá, rất là đẹp, anh chị em có thể canh mua đấy. Mà nhiều anh chị em còn canh mua ở đây rồi này, phiên ngày 31/8 nhiều anh chị em mua được rồi cổ phiếu này. Rồi lát nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn về dòng xây dựng cũng như cổ phiếu này. Còn đối với dòng cổ phiếu bất động sản thì anh chị em nào còn cầm CKG hay là những cổ phiếu như OGC này có mua được phiên hôm 31 này thì rất là đẹp nhá. Hôm trước thì mình có phân tích nó test lại sau đó nó sẽ bật tăng này, nhưng mà hôm 31 thì nó tăng nhanh quá mình không mua được, và cổ phiếu này tính điên của nó vẫn luôn nằm sẵn ở trong doanh nghiệp luôn. Đội lái của cổ phiếu này nó lái rất là điên, anh chị em thấy những giai đoạn trước cổ phiếu này nó tăng rất điên luôn. Nên chúng ta mà không mua được phiên 31 ấy, có khi chúng ta hết cơ hội để mua luôn. Còn nếu như mà nó test lại một vài phiên tới thì lại có cơ hội để anh chị em mua mới cổ phiếu này. Chúng ta vẫn canh chặt nhé, canh chặt OGC.
Ở dòng này thì có những cổ phiếu như Đất Xanh này thì nó bắt đầu nó chạy rồi này. Tuy nhiên sau phiên chạy ngày 31 thì nó gặp ngay cản đây này. Nếu như mà một vài phiên tới mà nó test lại thì rất là đẹp cho anh chị em có canh để chúng ta mua mới. Còn nếu như mà không test lại thì gần như là hết cơ hội cho anh chị. Còn những cổ phiếu CKG hay là TDC thì anh chị em nào còn cầm thì chúng ta tiếp tục nắm giữ và theo dõi. Và bây giờ target của nó thì có thể sẽ lên vùng 31-32, thì lúc đấy anh chị em canh chúng ta bán ra anh chị nhé. Cổ phiếu này thì gần như là điên nhất dòng rồi, nó là leader dòng rồi, nên những cổ phiếu này nó còn chạy thì các cổ phiếu phía sau nó sẽ chạy theo thôi. Ví dụ như HDC này, mình đánh giá là phiên ngày mai có thể nó sẽ tăng mạnh này sau một phiên test cung khá là đẹp ngày hôm 31. Hay như EDG nó cũng chuẩn bị chạy này anh chị nhé. Nó đang test lại vùng cản kháng cự hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 thôi. Còn những cổ phiếu như QCG Quốc Cường này thì nó khá là yếu, nó vẫn nằm ở dưới đáy chưa bao giờ lên, nên mình không đánh giá cao những cổ phiếu này. PVL này cũng có thể sẽ lên đấy, nhưng mà nó nằm ở dưới đáy lâu quá. Những cổ phiếu này gần như là hiện tại là không có lái nên mình không đánh giá cao. Còn VC3 thì chúng ta theo dõi thêm xem nó đang test lại thanh khoản thôi. Chúng ta có thể thấy rằng VC3 này nó khá là giống thằng VLG ở giai đoạn này, nên chúng ta chờ thêm thôi. Giai đoạn này chỉ chờ thêm thằng VC3. Nếu như mà nó giống giai đoạn này của VLG thì thời gian tới rất nhiều cơ hội để anh chị em tham gia luôn. Và chúng ta bán T cộng 3 thôi là chúng ta đủ lợi nhuận luôn. Giai đoạn này mình có mua thằng VLG phiên ngày 9 tháng 9 này, đúng T cộng 3. Ở đây phiên này này, phiên có đường dây rất là lớn này, mình bán ở đây. Mình bán không được giá cao như phiên hôm trước đâu, nhưng mình bán ở đây. Thì thằng VC3 nó đang khá là giống thằng VLG, thì chúng ta có thể kỳ vọng một vài phiên tới nó sẽ tăng, sau đó nó sẽ test lại đây thì lúc đó chúng ta tham gia, chứ không phải mua sớm làm gì, vừa mất công đợi mà nhiều khi nó lỗi cái thì lại gây ra nhiều rủi ro cho chúng ta anh chị em nhé. Hay cả thằng TIG này, nhìn chung là thời gian tới có thể nó sẽ tăng ấy. Khi ở phiên hôm 31 cũng là một phiên test cung khá là đẹp của phiếu này, rất có thể phiên ngày mai nó sẽ tăng mạnh ở dòng bất động sản thằng TIG nhé. Chúng ta có thể theo dõi thêm xem, chờ thêm. Còn những cổ phiếu như Shell, có thể những cổ phiếu này sẽ lên nhưng mà nền giá của nó lỏng quá nên mình không đánh giá cao. Hay kể Dick cũng vậy, Dick thì có thể lên ấy. Phiên hôm vừa rồi nó lấp cái gap này, nó quay về nó test lại cái gap này khá là đẹp. Những cái video này này mình có phân tích cũng không loại trừ khả năng thằng Dick nó sẽ quay về để nó test lại gap này. Thì hôm phiên hôm 31 nó quay về nó test lại cái gap này này khá là đẹp. Một vài phiên tới thì mình đánh giá thằng Dick này nó sẽ hồi phục đi lên thôi. Nên dòng bất động sản thời gian tới là có thể vẫn sẽ xảy ra cái kịch bản là tạo thành cái mẫu hình xây cái nền giá, sau đó gãy gãy cả cái xu hướng. Và thằng Dick này này nó test lại này, và thằng Nam Long nhé, có thể nó sẽ lặp lại kịch bản như này, nên chúng ta vẫn có thể kỳ vọng về dòng cổ phiếu bất động sản vẫn còn cơ hội để chúng ta tham gia, chúng ta đầu tư trong thời gian tới anh chị nhé. Với những cổ phiếu như Nam Long này, hay Đất Xanh này, hay EDG này, hay một vài cổ phiếu khác, thì có thể sẽ vẫn còn cơ hội để anh chị đầu tư trong thời gian tới. Còn về dòng cổ phiếu xây dựng, có những cổ phiếu nó leader, ví dụ như CDD sau những phiên giảm rất mạnh bởi áp lực của thị trường chung và nó quay lại, nó test lại đường MA20, thì phiên hôm đấy mình có khuyến nghị với anh chị trong Zoom khách hàng là canh mua ở vùng giá 67, 66 đến 68. Thì cũng có anh mua được, nhưng mà có anh thì anh ấy đặt giá rẻ quá nên không khớp được lệnh. Và phiên này này là cổ phiếu nó quay về nó lấp, nó test lại gap này khá là đẹp. Sau khi test lại gap thì cổ phiếu nó đi ngang một phiên, rồi phiên hôm 31 vừa rồi nó bật tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên mình đánh giá là một vài phiên tới CD nó sẽ quay lại để nó test lại thêm cái vùng này một vài phiên, sau đó mới tiếp tục tăng được. CDD thì rất nhiều anh chị em trong Zoom khách hàng của mình ăn được một nhịp vừa rồi từ 10 đến 20%. Hôm vừa rồi thì mình có mua ở đây cơ, mình mua ở vùng giá 69 cơ. Mình không mua ở phiên này vì phiên này mình mua dòng dầu hết rồi, nên phiên này mình mới mua được CTD ở đây. Thì cũng vừa mua xong nhưng mà mới mua test, mua trước, cũng đang chờ nó test lại để mình canh, mình tham gia mua lại. Thì thằng này thì nó vẫn là leader của dòng xây dựng rồi. Theo sau thì có những cổ phiếu như HBC. Thì sau khi mở gap vào ngày giao dịch không có quyền, cổ phiếu nó quay lại, nó test lại luôn cả vùng đáy.
và những cổ phiếu mà nó test lại với thanh khoản thấp thế này thì anh chị em có thể yên tâm và tự tin chúng ta đầu tư. Nếu như mà phiên ngày mai nó vượt vùng giá 19.8, 19.9 này thì anh chị em canh chúng ta mua HBC, có thể lên đây bán ra hoặc là cầm luôn đối với cổ phiếu này được. Nhưng mà cổ phiếu này thì nhìn chung nó còn khá là nhiều vùng cản bên trên, chứ nó không khỏe bằng thằng CDD đâu anh chị nhé. Nên anh chị em có cầm cổ phiếu này thì chúng ta không thể kỳ vọng nó tăng điên như thằng CDD hút được. Cùng dòng này thì có cổ phiếu C4G, vừa mình có phân tích với anh chị sơ qua rồi. Thì cổ phiếu này phiên hôm 31 nó có một phiên nó test cung rất là đẹp. Rất có thể phiên ngày mai cổ phiếu này nó sẽ bật tăng mạnh mẽ. Anh chị em có thể canh chúng ta mua nhé, mua phiên ngày mai nếu như mà chưa có hàng. C4G khi mà nó tăng thì nó tăng cũng khá là điên đấy. Tăng khá là điên, có những phiên tăng trần đấy. Mà cổ phiếu này ở sàn Upcom thì anh chị có thể canh lên đây bán dạo được này, hoặc là kỳ vọng nó lên đây, hoàn toàn có thể kỳ vọng được lên vùng 17 nhá. Thì nếu như lên vùng 17 thì target khoảng 30% đấy. Mà khi dòng xây dựng nó mà vào sóng thì những cổ phiếu này mình đánh giá là sẽ tăng hết thôi. HBC này hay là C4G này hay là FCN nó hồi phục tăng lên thôi, nhưng mà cổ phiếu này nó yếu. Và những phiên hôm vừa rồi nó test lại sâu quá, phiên test lại đáy thanh khoản khá là lớn, nên mình đánh giá hiện tại là đánh giá thằng FCN thì nó không cao lắm so với những cổ phiếu kia. Còn kỳ vọng thì mình vẫn kỳ vọng thằng C4G cao hơn là thằng HBC, thì HBC nền giá của nó vẫn khá là lỏng lẻo. Tuy nhiên khi mà nó tăng, nhiều khi nó tăng rất là điên nhá anh chị nhá. Nên chúng ta cứ cho vào danh sách follow, nếu như mà nó mua được thì vẫn canh để mua anh chị nhá. Đấy là đối với dòng xây dựng. À ngoài ra thì còn HTN này cũng đang rất là đẹp. Hôm vừa rồi thì nó test lại cái nền giá này này và đang test lại đáy này. Phiên này là phiên test lại đáy 2 này. Đây là phiên test lại đáy 3 này. Đây là phiên test lại đáy 3 này. Thanh khoản giảm đáng kể luôn. Có 145.000 khối lượng cổ phiếu được giao dịch. Thì nếu như mà ngày mai mà tăng mạnh thì anh chị canh chúng ta mua và có thể kỳ vọng target lên vùng 44, thì lúc đấy anh chị em canh chúng ta bán ra. Chốt lời anh chị nhá. Đấy là đối với cổ phiếu HTN. Trong những phiên vừa rồi thì dòng cổ phiếu thủy sản cũng được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Ví dụ như EDI hôm vừa rồi là tăng trần, nhưng mà cổ phiếu này nó tăng trần được phiên này thôi. Mình đánh giá là một vài phiên tới lại quay trở lại test lại là chuyện bình thường anh chị nhé. Nên anh chị em có canh mua ấy, thì lên vùng giá 22 này chúng ta canh chúng ta bán ra, hoặc là nếu như mà cầm dài được thêm thì chúng ta canh lên vùng 23-24 chúng ta canh chúng ta bán ra anh chị nhé. Còn dòng này thì mình chỉ ưu tiên thằng ANV hoặc là VHC thôi, thì nó nền giá của nó khỏe hơn. Cho còn các cổ phiếu khác thì nền giá của nó khá là yếu và khá là lỏng. Thì hôm vừa rồi mình có khuyến nghị thằng ANV ở quanh vùng giá 52-53 này, thì cũng có nhiều anh chị em canh mua được và cũng có lãi ngay trong phiên. Nhưng mà chúng ta không loại trừ trường hợp nhé, sang tuần nó sẽ test lại quanh vùng giá 54, sau đó mình tiếp tục tăng lên được. Vì nó hiện tại nó đang gặp ngay vùng cản đây, nó chưa tăng ngay được đâu, cả dòng thủy sản. Và giai đoạn này thì mình vẫn ưu tiên phải đánh ngắn, chưa cầm dài cổ phiếu nào cả. Nên chúng ta có lãi từ 5 đến 10% hay trên 10%, và chúng ta cứ chủ động chúng ta chốt lời đi đã. Chốt lời không bao giờ sai cả. Nhất là những cổ phiếu mà có khoản lợi trên 10%, chúng ta cứ chốt lời đi đã, rồi chờ nó chỉnh xong chúng ta tham gia quay trở lại anh chị nhá. Hay kiểu VHC này vậy, mình đánh giá là sang tuần nó sẽ có những phiên nó test lại thôi, sẽ có cơ hội để anh chị em chưa có hàng chúng ta lên tàu những cổ phiếu này anh chị nhé. Còn đối với dòng cổ phiếu dầu khí, trong những phiên vừa qua chịu áp lực chung đến từ giá dầu trên thế giới, nó tiếp tục có những phiên nó test lại đáy sau khi nó có những phiên nó hồi phục mạnh mẽ. Chúng ta thấy không, giá dầu nó có những phiên nó hồi phục mạnh như này, thì sau khi gặp vùng cản này nó có những tín hiệu nó test lại. Nhưng mà nhịp này test lại hơi mạnh. Chúng ta từ ngày mùng 5 tháng 9 này, OPEC cộng họp có giảm sản lượng dầu ra, tung ra thị trường hay không, cung cấp ra thị trường hay không, thì rất có thể sang tuần chúng ta sẽ đón nhận những thông tin tích cực đến từ giá dầu khí thế giới. Khi mà Nga chính thức dừng và khóa van vô thời hạn đường ống Nord Stream 1, đường ống khí đốt chảy sang Đức, và chờ những thông báo mới, thì chúng ta được chứng kiến là người dân châu Âu phương Tây quay trở lại thời kỳ tiền sử, thì bây giờ đang phải đi vào rừng nhặt củi về để sưởi ấm vì giá khí đốt nó tăng quá cao. Và nhiều người trước đây có mức sống
khá giả và bây giờ không đủ tiền để trang trải cuộc sống, không đủ tiền để mua khí đốt sưởi ấm cho gia đình. Thì chúng ta thấy cái mức độ nguy hiểm khi mà giá khí đốt nó neo cao như thế nào. Và chúng ta được thấy là giá cổ phiếu gas ở dòng dầu khí nó đang test lại khá là đẹp. Mình đánh giá là một vài phiên tới thôi, giá gas nó sẽ tăng lên vùng 125, 127 anh chị nhé. Và nếu như mà cổ phiếu này nó quay lên, hồi phục lên vùng này, anh chị em canh, chúng ta chốt lời ra đối với giá gas anh chị nhé. Cổ phiếu này thì cũng nhiều anh chị em trong zoom khách hàng của mình vẫn đang cầm. Anh chị em chờ một vài phiên tới mà nó tăng mạnh lên đây, chúng ta canh, chúng ta chốt lời ra, chờ nó test lại xong vùng đỉnh thì lúc đấy tham gia canh mua lại. Cho nên mỗi khi nó gặp vùng đỉnh nó test lại sâu lắm, nên anh chị em cứ có lãi, mà lãi khi mua ở vùng này nhé. Lên đây chúng ta khoảng 7-8%. Với những cổ phiếu này thì chúng ta đánh ngắn hạn thôi anh chị nhé, chứ không cầm dài hạn được. Còn những cổ phiếu như PVD thì hôm vừa rồi cũng có thông tin về việc PVD nó bị cắt margin, khiến cho cổ phiếu này phiên ngày 31 tháng 8 nó bị bán khá là mạnh và giảm 4,17% và đang tiệm cận vùng MA10. Thì rất có thể sang phiên ngày mai, sang phiên đầu tuần, nó sẽ quay trở lại, nó test lại cái phiên này. Thì chúng ta chờ, nếu như mà thanh khoản thấp mà cuối phiên nó hồi phục được thì chúng ta tiếp tục theo dõi, nắm giữ. Cũng không loại trừ khả năng nó test lại vùng này đâu, test lại vùng 19-20. Thì điều này khá là rủi ro với anh chị em nào mà mua đu đỉnh ở vùng này. Nhưng mà mình đánh giá nó sẽ có những phiên nó rút chân đi lên thôi và bật tăng mạnh mẽ trở lại. Vì khi mà cổ phiếu nó gặp vùng cản này thì nó bị bán là chuyện chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể hình dung ra. Còn nếu như mà ngày mai nó mở gap, nó giảm mạnh giống phiên này thì chúng ta phải canh, chúng ta bán ra đầu phiên nếu như mà nó thủng ngay các đường hỗ trợ anh chị nhé. Nếu như nó thủng MA10 đầu phiên luôn thì canh bán ra, chờ thời điểm phù hợp hơn chúng ta mua lại với thằng PVD. Vì nó test lại thì nhiều khi nó cần test lại đường MA20, đường MA20 là chuyện bình thường, nên chúng ta cứ chờ theo dõi thêm. Và giai đoạn này của nó thì mình vẫn đánh giá là giống thằng CTS ở giai đoạn này này. Đây này, giống những phiên này, nó giảm mạnh này. Thì chúng ta chờ thêm xem phiên ngày mai nó có rút chân tăng mạnh mẽ hay không với thằng PVD anh chị nhé. Còn thằng PVS thì nó, mình đánh giá nó test lại đường MA10 thôi. Rất có thể là dòng dầu khí phiên ngày mai nó sẽ rút chân, hoặc là nó sẽ loanh quanh ở quanh vùng giá tham chiếu với thanh khoản nó cạn kiệt là những tín hiệu chúng ta có thể chấp nhận được với dòng dầu khí. Còn về nó, cái kịch bản dòng này nó giảm sâu thì kịch bản này mình không đánh giá cao trong thời gian tới anh chị nhá. Hay kiểu BSR vậy, mà mình đánh giá cùng lắm nó quay lại, nó test lại vùng giá 25.5, sau đó sẽ bật tăng trở lại thôi anh chị nhá. Hay kiểu thằng PVC vậy, PVC thì thậm chí nó giảm thấp hơn, giảm nhẹ hơn so với thằng PVD hay là PVS. Nên anh chị em nào có dòng này thì chúng ta có thể đưa ra được những kịch bản phù hợp với quyết định của mình. Theo cái quan điểm của mình thì mình vẫn kỳ vọng là dòng dầu khí thời gian tới nó sẽ tiếp tục tăng và tiệm cận ở vùng đỉnh, thậm chí là bật tăng mạnh mẽ. Nhưng anh chị em nào còn kỳ vọng về dòng này thì nếu như mà nó quay lại, nó test lại vùng này này thì anh chị em có thể canh, chúng ta mua lại, mua thêm. Với những thằng như PVS này, sau một phiên tăng mạnh như thế này rất khó về kịch bản nó sẽ có một phiên nó đâm thủng, xuyên thủng cái phiên này. Vì đội tạo lập họ mất rất nhiều công sức để rũ bỏ phiên này. Thì ngày mai cũng là phiên T+3. T+3 thì thực ra là bây giờ nó không nhiều ý nghĩa, vì thực ra là chiều hôm 31 là hàng về khá là nhiều, hàng về rất nhiều với những cổ phiếu này rồi. Nên về kịch bản là cổ phiếu này nó thủng những phiên này mà mình đánh giá là gần như là khó xảy ra. Có thể nó sẽ test lại quanh vùng giá 27.6 này, thì anh chị em có thể canh thì nó mua ở đây. Thì thường nó sẽ giảm về khoảng vùng một nửa hoặc 2/3 cái phiên này, sau đó nó sẽ rút chân đi lên. Hay kể cả như PVD vậy thì có thể nó sẽ giảm về vùng này này. Sau giai đoạn nó tiệm cận vùng đỉnh cũ thì nó sẽ xảy ra những phiên nó rung lắc, là chuyện chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể hình dung ra. Còn về kịch bản nó test lại vùng này, vùng 19 này, thì mình đánh giá là khó có thể xảy ra hơn anh chị nhé. Nên chúng ta có thể đưa ra những quyết định làm sao phù hợp với những cổ phiếu này, hay kể cả những cổ phiếu như CNG này, là mình đánh giá vẫn còn cơ hội để anh chị em tham gia.
Tuy nhiên cứ chờ thêm thôi, xem nó có test lại vùng này hay không, hay là nó giữ được mức giá ở trên đường MA 10 thì chúng ta chờ tín hiệu. Nếu như mà chưa có cổ phiếu thì có thể tham gia với những cổ phiếu này, hay kiểu PVT vậy, thì nó test lại khá là sâu. Còn những cổ phiếu này thì nó yếu quá, nó vẫn đang nằm ở dưới đáy đại dương, nên mình không đánh giá cao những cổ phiếu như PLX đâu. Có quan tâm thì quan tâm đến PVG, có khi hiệu quả đầu tư còn cao hơn là PLX. Còn anh chị em mà có yêu thích cổ phiếu PVB, PBP thì phải chờ, chờ nó xây cái nền giai đoạn 2 này, thì lúc đó chúng ta tham gia, chúng ta đầu tư. Chứ còn bây giờ thì nó mới test được một phiên thì sẽ khó có cơ hội để anh chị đầu tư hơn, anh chị nhá. Đấy là đối với dòng cổ phiếu dầu khí. Còn về dòng cổ phiếu năng lượng, có những cổ phiếu phiên vừa rồi nó tăng rất là mạnh, ví dụ như NT2, nó có giai đoạn nó xây cái nền giá này, anh chị em thấy rất là đẹp luôn. Thì thực ra là anh chị em có mua được phiên hôm 31 tháng 8 là chúng ta mua được. Nếu như mà chưa có hàng thì hoàn toàn canh nó test lại một vài phiên tới thì chúng ta tham gia. Và mình đánh giá là dòng điện từ nay đến cuối năm vẫn còn rất nhiều cơ hội để anh chị em tham gia đầu tư, chứ nó chưa chạy một hai phiên đâu. Nên chúng ta chưa có hàng thì chúng ta canh nó test lại, thì lúc đấy chúng ta tham gia, chúng ta mua. Kể cả những cổ phiếu như RE này, rất có thể sang tuần những cổ phiếu này nó sẽ test lại quanh vùng giá 85-86, thì sẽ có cơ hội để anh chị em tham gia với những cổ phiếu này. Hay kiểu VSH này, VSH thì nó yếu hơn. Hay như GEG này, thì những cổ phiếu này nó yếu hơn này. Hay BCG này thì phải chờ thêm này. Hay như PAO này thì phải theo dõi thêm này. Hay kiểu PC1 cũng vậy, thì nền giá của nó đang khá lỏng. Nên dòng này thì mình vẫn ưu tiên thằng NT2 và thằng RE thôi, hay HDG thôi. Còn các cổ phiếu khác thì nó yếu quá. Thằng HDG nhá, anh chị em canh nó xây cái nền đủ lâu và chúng ta có thể canh những nhịp điều chỉnh đó, chúng ta tham gia, chúng ta mua, anh chị nhá. Thằng này cũng là một trong những thằng nó khỏe nhất dòng đấy, rất là khỏe. Còn về dòng cổ phiếu hóa chất phân bón, chúng ta chứng kiến là giá ure và giá phốt pho vàng nó vẫn đang tiếp tục nó hồi phục mạnh mẽ. Giá ure thì nó hồi phục không được mạnh như là giá phốt pho vàng, nhưng mà chúng ta vẫn có thể kỳ vọng về dòng này thời gian tới nó hồi phục mạnh mẽ, anh nghĩ. Về thằng cổ phiếu Đức Giang, khá là nhiều anh chị em trong Zoom khách hàng của mình cầm phiên này, mua ở vùng giá 94-95, thì đến nay cũng đã có những khoản lợi nhuận. Tuy nhiên nó sau khi nó tăng được một phiên thì nó gặp ngay cả kháng cự này. Anh chị em mà có theo dõi kênh của mình thời gian vừa qua, chúng ta có thể hiểu được bản chất của cổ phiếu khi nó đi lên và tại sao nó lại có những phiên nó điều chỉnh, nó test lại. Thì đối với một phiên nó test như phiên ngày 31 tháng 8 mà thanh khoản thấp như này của Đức Giang thì mình đánh giá rất đẹp luôn. Nếu như mà sang tuần nó test lại, nó lấp được cái gap này thì ôi dồi tuyệt vời luôn với thằng Đức Giang, anh chị nhé. Anh chị em có thể hoàn toàn chúng ta canh ở vùng giá 97, khi mà nó test lại thì chúng ta tham gia, chúng ta mua, anh chị nhé. Với thằng Đức Giang, còn những cổ phiếu như Đạm Cà Mau hay Đạm Phú Mỹ thì bây giờ bắt buộc chúng ta phải theo dõi. Nếu anh chị em nào còn hàng thì chúng ta tiếp tục, chúng ta cầm, chúng ta theo dõi và phải chờ thôi. Khi mà cổ phiếu nó gặp vùng cản kháng cự ở vùng đỉnh cũ thì thường nó sẽ quay lại để nó điều chỉnh, nó kiểm tra lại cung cầu và kiểm tra lại thanh khoản, xem còn nhiều nhà đầu tư họ kẹt hàng đây không. Vì tâm lý của những nhà đầu tư họ kẹt hàng khoảng 2-3 tháng khi mà về bờ họ mừng lắm. Kể cả bản thân mình, nếu như mà mình có kẹt hàng như vậy thì mình cực kỳ mừng luôn. Thì khi mà cổ phiếu về bờ, họ mặc định họ đem hàng ra họ bán, thì chúng ta phải theo dõi thêm xem những cổ phiếu này thời gian tới nó test lại với thanh khoản, nó có dấu hiệu nó sụt giảm hay không, thì lúc đó chúng ta tham gia, chúng ta mua, anh chị nhé. Còn bây giờ anh chị em mua thì quá là rủi ro luôn, không loại trừ khả năng nó giảm về vùng giá 36 hoặc không loại trừ khả năng nó giảm về vùng giá 35. Thì nếu như anh chị em có canh mua vùng này thì chúng ta lại lỗ khoảng 7-8%, thì gây ra khoản rủi ro cho anh chị. Nên giai đoạn này mà anh chị em chưa có hàng thì chúng ta buộc phải chờ thôi. Kể cả những cổ phiếu như BFC hay là Đạm Phú Mỹ vậy, thì chúng ta phải chờ thôi. Và dòng này thì có DDV và Đức Giang thì mình đánh giá còn mua mới được. Vì DDV nó cũng có quá trình nó xây cái nền giá sau giai đoạn phục hồi khá là lâu. Thì anh chị em mà có mua ở vùng này thì chúng ta lên vùng 22, chúng ta canh, chúng ta bán ra cũng khoản lợi nhuận khoảng 15%, anh chị nhé. Với thằng DDV hoặc là thằng Đức Giang thì anh chị em canh lên đây, canh lên 114-115, chúng ta bán ra
cũng khoảng lợi nhuận khoảng trăm, cũng khoảng 15% đấy, 15-20% anh chị nhá. Còn thằng Đức Giang này khi mà nó tăng thì nó tăng rất là điên anh chị nhá, nên chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng về thằng Đức Giang này, hay kể cả CSV cũng có cơ hội để anh chị em tham gia đầu tư trong thời gian tới. Tuy nhiên nền giá của cái này thì phải theo dõi thêm, nó hơi lỏng. Còn TSC thì có thể sẽ lên, nhưng mà nền giá của nó ở phía đáy, dưới đáy, mình không đánh giá cao anh chị nhá. Có thể là lát sẽ lên ấy, nhưng mà nền giá của nó lỏng quá nên mình không đánh giá cao. Anh chị em mà có mua ở phiên ngày 24 tháng 8 này thì chúng ta canh lên đây chúng ta bán ra thôi, với anh chị em đang cầm hàng cũng khoảng lợi nhuận khoảng 15% anh chị nhá. Đấy là đối với dòng cổ phiếu hóa chất. Còn về dòng cổ phiếu thép, khi mà chúng ta chứng kiến là các nhà máy sản xuất thép ở châu Âu đang dần đóng cửa thì có thể sẽ có sóng phục hồi cho dòng thép. Nhưng mà chúng ta xem về giá thép giao ngay thì chúng ta thấy là giá thép nó tiếp tục nó giảm sau quá trình phục hồi khá là yếu giai đoạn vừa rồi. Thì điều này có thể sẽ tác động tích cực lên dòng cổ phiếu xây dựng và giúp chủ đầu tư giảm thiểu được chi phí xây dựng. Nhờ giá nguyên vật liệu và giá thép giai đoạn vừa rồi nó tăng rất là mạnh trong 1-2 năm vừa rồi. Thì nhìn chung là dòng cổ phiếu thép này nó cũng khá là giống những cổ phiếu như dòng bất động sản, những cổ phiếu như Nam Long này hay là Đất Xanh này, thì nó đang có những mẫu hình nó gãy cái nền giá bên trên và đang có những tín hiệu nó test lại đáy này. Thì đối với những phiên nó test lại đáy như thằng Nam Kim này, này thì có thể một vài phiên tới nó sẽ tăng thôi. Giống thằng BR ở giai đoạn này thì mình phân tích ở giai đoạn này của thằng BR thì có thể một vài phiên tới thằng Nam Kim nó sẽ bật tăng mạnh, nhưng mà sóng thì vẫn là sóng phục hồi thôi, và hiệu suất đầu tư của những cổ phiếu này giai đoạn này nó không được cao lắm nên mình không ưu tiên về dòng này. Nghe Hoa Sen vậy, có thể sẽ tăng nhưng mà hiệu suất không cao. Nghe Hòa Phát vậy, nên mình không đánh giá cao về dòng thép thời gian tới. Chúng ta có thể quan tâm đến dòng bán lẻ hay là dòng thủy sản, có những cổ phiếu như ANV, VHC. Dòng bán lẻ thì có thể DGV kép hay FRT, hay dòng chứng khoán có những cổ phiếu leader này. Dòng bất động sản cũng vậy này, hay dòng ngân hàng có thể có những cổ phiếu như LB Bank này, có thể phiên ngày mai nó sẽ bật tăng mạnh mẽ này, hay BID này, có thể sang tuần nó sẽ có những phiên bật tăng mạnh mẽ này, hay CTG này, có thể sẽ có cơ hội đầu tư cho anh chị. Cổ phiếu này có những phiên nó test lại thanh khoản sụt giảm đáng kể này, hay BID này, BID vừa phân tích xong, hay Techcombank này, có thể sẽ có cơ hội để anh chị đầu tư khi phiên hôm 31 nó có một phiên nó test cung khá là đẹp anh chị nhé. Hay dòng hóa chất này, có những cổ phiếu nó rất là điên, hay dòng dầu khí này, đợi nó xây xong cái nền thì lại tiếp tục tăng thôi. Hay dòng nông nghiệp này, liệu Dabaco phiên hôm vừa rồi tại sao mình lại bán ở vùng giá 29.5, 29.6, và anh chị em canh bán ra rồi chờ nó test lại quanh vùng giá 28, 27, 28 thì lúc đấy tham gia mua lại với thằng Dabaco. Và ở trên này mình cũng đã bảo anh chị em bán rồi, mình bảo anh chị em mua ở đây và lên đây mình bảo bán rồi. Và tại sao nhiều anh chị em lại bảo phiên này là phiên nổ, là điểm mua chính của thằng Dabaco, nhưng một vài phiên tới mà nó quay lại nó test lại vùng giá 28 thì chúng ta lại cắt lỗ là vừa, đúng không? Hay HAG liệu sang tuần nó có tăng hay không? Thì thực ra là dòng này, dòng heo này mình đánh giá là khả năng tăng là vẫn sẽ còn. Dabaco vậy, có thể phiên ngày mai nó sẽ nhúng xuống vùng 28.5, 28.1, 28.2 rồi nó quay trở lại lên luôn thì sao? Thì chúng ta chờ thêm tín hiệu về những cổ phiếu này. Nhưng hôm trước mình vẽ về cái cổ phiếu Dabaco này, nó vẫn đang đi theo đúng như kịch bản mà mình vẽ ở phiên này, những phiên này là mình vẽ về thằng Dabaco này, thì nó sẽ mất thêm thời gian. Khi ở phiên hôm vừa rồi nó có một phiên cụt đầu khá là xấu với thằng này, mở gap tăng mạnh nhưng mà cuối phiên thì đóng cửa ở gần mức giá thấp nhất trong phiên, thì điều này khá là xấu cho thằng này. Và chúng ta thường thấy những cổ phiếu mà nó cụt đầu cuối phiên như thằng Đích này, cụt đầu này, hay Nam Long này, đây là phiên cụt đầu, đây là cụt đầu này, khá là giống. Hay thằng Vốt này, nó có những phiên nó cụt đầu này, thì sau đấy nó sẽ phải test lại, thì đang khá là giống thằng Vốt ngày 9 tháng 8. Nên mình mới bảo anh chị em bán ra chứ, chứ tại sao nó tăng mạnh, tăng 3-4%, nên bảo anh chị bán làm gì. Thì rất nhiều anh chị em trong Zoom cái hàng của mình mà cầm Dabaco là cũng chốt lời rồi và đang canh chỉnh để tham gia mua lại nhờ với thằng Dabaco. Nhưng từ nay đến cuối năm thì mình đánh giá là thị trường chúng ta nếu như mà có giảm thì sẽ không còn giảm nhiều đâu.
và có thể nó sẽ thiên về cái kịch bản nó sẽ sideways ở quanh vùng giá 1250 đến 1300 anh chị nhé, để chúng ta có thể hướng về kịch bản chúng ta đầu tư làm sao cho phù hợp cho thời gian sắp tới. Nếu như anh chị em mà chưa có phương pháp đầu tư hoặc là đầu tư giai đoạn vừa rồi nó chưa được thực sự hiệu quả thì có thể tham gia vào Zoom khách hàng của mình. Mình dự kiến sang tuần sẽ có buổi đào tạo cho anh chị em, đào tạo miễn phí cho anh chị em trong Zoom khách hàng. Nên anh chị em có muốn tham gia thì có thể liên hệ với mình qua thông tin bên dưới để tham gia buổi học với rất nhiều giá trị và kiến thức cũng như là kinh nghiệm trong quá trình đầu tư trên thị trường. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Anh chị có thể ủng hộ mình bằng việc like và subscribe kênh. Và anh chị có thể chia sẻ video này đến mọi người để mọi người có thêm những góc nhìn về thị trường cũng là đầu tư hiệu quả hơn. Cảm ơn anh chị.